Cách sử dụng depuis que trong tiếng Pháp. Depuis que có nghĩa là kể từ. Theo sau depuis que là một mệnh đề ở thức indicatif. Chúng ta có thể sử dụng cụm từ này để diễn tả một hành động diễn ra cùng lúc với hành động của mệnh đề chính hoặc diễn ra trước hành động của mệnh đề chính. Ví dụ: Depuis que mon fils vit en France, il ne me téléphone jamais. Từ khi con trai tôi sống ở Pháp, nó không bao giờ gọi điện cho tôi. Depuis que trong ví dụ này diễn tả một hành động diễn ra cùng lúc với hành động của mệnh đề chính. Vì cả hai hành động sống ở Pháp và không gọi điện thoại đều cùng bắt đầu từ một thời điểm A và kéo dài song song với nhau đến hiện tại. Ví dụ tiếp theo: Depuis que Louise sort avec Paul, elle est beaucoup plus heureuse. Kể từ khi Louise hẹn hò với Paul, cô ấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Trong câu này, cả hai hành động hẹn hò với Paul và hạnh phúc đều cùng bắt đầu từ một thời điểm A và kéo dài đến hiện tại. Depuis que trong câu này cũng diễn tả một hành động diễn ra cùng lúc với hành động của mệnh đề chính. Ví dụ cuối cùng: Depuis que j'ai rejoint le club, je vois la vie en rose. Từ khi tham gia câu lạc bộ, tôi thấy yêu đời hơn. Trong câu này, hành động tham gia vào câu lạc bộ đã diễn ra và kết thúc ở thời điểm A rồi. Và từ mốc thời gian này cho đến hiện tại, tôi mới thấy yêu đời hơn. Hành động tham gia câu lạc bộ không tiếp tục diễn ra cùng lúc với hành động yêu đời.